Tụi em ăn tiếp nha cả nhà. Chào anh chị. Sao quay bán rẻ à? Sao em mua thịt dữ vậy nè? Mình thấy nó bán rẻ. Trời như ơi. Dĩ xương này mà có mấy đồng à? Ăn chạy ra mua chứ có gì. Hết rồi. Trời ơi. Không phải cần xương á. Nè lấy xương nè. Mà thịt nó cũng ngon á. Anh chị thấy không? Tụi em thiếu thịt nhưng ăn thịt luôn. Trời ơi, đùi gà nữa nè, nãy giờ không thấy nè. Thôi nè. Quá trời. Ủa em nấu món gì à? Nuôi. Nuôi hả? Nuôi. Nuôi thịt. Trời ơi, nuôi này chắc ăn tới một tháng nữa hết á. Món này nó dễ ăn ha. Nấm. Cà rốt. Cà rốt. Thịt gà em làm gì vậy? Dành hả? Mua để dành. Nè, coi mấy cái đùi nó bự nè cả nhà. Cái đùi. Biết nhiêu tiền không? Rẻ. $1 một pound, $1 nha. Rẻ. Nguyên cái dĩ này á, ba cái đùi chà bá nặng chịch luôn nè. $3.20. Có $3 à. Thấy không? Thịt gà là món thực phẩm rẻ. Tư nó là rẻ nhất ở Mỹ, nếu mà gọi về thực phẩm là thịt. Rẻ sợ. Đây là bò bít tết thôi nè. À. Ghê chưa? Nguyên cái này mà có 6 luôn. Thôi nè. Đây đem chụm. Đây đưa cho. Chụm ra. Có mấy anh chị hỏi cái dòng của bầu trời cái ly á, cái của em là 16 ly lần nha anh chị. Cái này em mua hơn 5 trời rồi nha, tự tay tướng bầu trời cái ly bự con á. Còn cái này 14 ly nè. 14 ly nè, bầu trời hôm bữa có quay á, có mấy anh chị cũng ủng hộ hết rồi. Còn có sợi hai sợi nữa hết rồi. Nè, cái này 14 ly nè đó nha. Nè. Nè. Em thấy bán hết rồi không? Nè. Này 16 ly của bầu trời cái ly nè. Nè. Này 14 ly nè. Cả nhà nhìn thấy sự chênh lệch nè. Đẹp không? Nè. Nó chênh lệch nè, ở nhà nhìn nè. Nè. Vân đẹp ghê nè. Thơm quá trời luôn á. Thơm quá. Thoảng thơm lắm nè. Nha. Đẹp không? Nè, 14 ly nè. 16 ly nè. Rồi cái này của bầu trời cái ly đeo ha. Mình mua 5 trời là mình càng đeo càng lên màu nha, càng đeo càng đen. Cái tay này, cái này cỡ anh Johnny thì đặng á. À. Nói chung là tướng bự như bầu trời cái ly là hầu như là hiếm, ít lắm. Có đó mà nói thật nha, bầu trời cái ly nặng gần 100kg lần á. Nếu mà tính mà kg á là gần 200 pound á cả nhà. Gần 200 pound. Cho nên là các anh mà tướng nhỏ nhỏ con hơn chút xíu á, đeo cái 14 ly của bầu trời cái ly là đẹp. Đẹp lung linh nè. Ha. Đó. Em cũng đang lấy 12 ly qua nữa. 12 ly với 10 ly qua nữa. Này. Đẹp ha. Đây là hình ảnh thật của sợi dây 14 ly nè anh chị. Nè anh chị nhìn nè. Thấy không? Không có hạt nào cái vân gỗ nó giống nhau hết trơn á. Đẹp không? Nè. Xuất sắc luôn. Rất là thơm nha và đẹp lắm. Không thay đổi quen nấu luôn. Thấy nước đá nó dính lại. Rồi ăn bữa nay là mà mình tạm thời mình chia tay Hà nha anh chị. Hà buồn quá à. Cả nhà thấy em ốm không? À, uống bia mỗi đêm nha. Gì đây? Đây.
Rồi anh bỏ xương. Bỏ xương nhớ nồi kia cho em. Đây là to luôn. Nóng. Rửa cộng 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 cộng. Nếu mà các anh chị mà nhà ai mà kỹ á, nấu này đồ ăn á, là họ nấu bằng nước suối luôn á. Nhưng mà hầu như cái nước ở Mỹ này á, là họ làm rất là sạch rồi. Cho nên là mình có thể mình lấy cái nước này để mình nấu ăn, nấu canh luôn cũng được, không sao hết á. Nước bên đây nó sạch lắm cả nhà. Nó làm kỹ lắm, lọc cũng kỹ lắm. Nhưng mà ai mà kỹ hơn nữa đó thì mua nước suối. Mà nước suối á, thì có nhiều nhà thì gắn những cái lọc á. Cái lọc vô mấy cái vòi này nè, họ sẽ nó cũng sẽ lọc ra luôn. Đó, còn cứ chứ mà mua nước suối mình đi sắt lần bệnh 20 lít 20 lít về thì nó mất công quá, nhưng mà uống cái này nước này cũng không sao, tự nhiên mình nóng sôi lên là ok, cái nước nó sạch lắm cả nhà. Mỹ lọc hết á, nước đây nó kỹ lắm. Mày đi bỏ em hả? Mày đi bỏ em hả? Giờ phải đi làm kiếm tiền chứ. Đi là anh đi là anh kiếm em, tiền. Đây anh sướng nhất, em ngồi em cũng có tiền. Chắc gì đâu mà sướng ngồi không có tiền. Trời ơi. Rồi hả, cũng cực khổ lắm mấy năm trời đó, nhờ cô chú anh chị thương đó, bầu trời cà ly mới coi cái kênh của anh tới giờ này, thiệt nó đâu phải dễ đâu em. Cái gì đâu biết chết, sướng chết. Rồi mà tiền YouTube tưởng đâu mọi người chắc tưởng đâu nhiều lắm, nhưng mà thực ra nó không có nhiều đâu. Hồi xưa thì còn đỡ đỡ chứ giờ chứ nói chung là đủ tiền nhà tiền xe thôi, vậy em đủ sống em vui rồi cả nhà ơi. Có cộng ra đồng vô, có việc làm nè, có Hà nè, rồi có hả gần 300.000 cô chú anh chị khắp nơi thương mến nữa, còn gì nữa, còn gì bằng nữa. Đúng luôn, cái đó là cái niềm hạnh phúc nhất của bầu trời cái ly. Giờ tiền bạc không quan trọng thật sự, giờ sống giờ thấy nó mình trải qua nhiều cái nó éo le cuộc tình quá, cho nên là thôi giờ chỉ cần là sống cho nó vui vẻ mỗi ngày là mình cảm thấy mình vui rồi. Rồi lên clip này kia cô chú anh chị trò chuyện với mình, rồi trong Facebook cũng vậy, rồi nhắn tin hỏi bầu trời cái ly cái này cái nọ, rồi nhiều khi em không thắc mắc cái gì bầu trời cái ly thắc mắc gì cũng hỏi các cô chú anh chị luôn, ai cũng vô giúp đỡ hỏi han vui lắm, giống như trong nhà vậy, trong gia đình vậy đó. Và cho nên là em quay phim này kia em rất là tự nhiên, không giống như là màu mè qua lá hẹ này kia, tự nhiên nói chuyện cũng tự nhiên vậy cô chú anh chị mới thương, mà cái tánh mình nó vậy á chứ không phải là mình cố tình nữa đó. Ăn là cũng ăn ít lắm, ăn vậy không à. Bây nhìn... giờ nấu để mai đi. Sao ăn vớt bột có nè, nhìn bây giờ nhìn cái nồi đó là thấy muốn bệnh rồi. Không nấu dư mai không có gì, cái mai đi mua nữa cái anh nghe thôi. Bởi vậy phải nấu phải dư. Mai anh đi rồi, bây giờ cái ly đi á, ngày mai đi á là ngày mốt về đó, ghê không, chạy đi xong mà nghỉ ngơi bên nhà anh Đạt chút xíu là phải chạy về. Nói chung nhớ bé Hà gì, công việc là phải nhớ phải bé đi, Hà gì? Phải đi. Mua mấy cái đồ về đây bán cho mấy cô chú anh chị ở Arizona nè. Có nhiều cô chú á là ở bên IG nè, cả nhà biết là thiếu tùm lum. Lần này bầu trời Cali qua Cali mấy có nhiều mua rau muống về bán. Họ nói giỡn à. Chở đường xa về nó héo hết trơn à. Nó héo hết, dù có mình có thùng đá luôn đó nhưng mà nó vẫn héo. Mà khi nó héo rồi á mình bán cho người ta thấy nó kỳ lắm. Nó cho nó có nó tặng luôn chứ bán. Em khoái em đi Cali em có đồ ăn. Rồi mua mấy cái đồ linh tinh về cái bên IG này thiếu đồ đó. Con chú anh chị nào thích cái bầu trời Cali cái chia lại vậy đó. Rồi kiếm thêm chút đỉnh tiền coi như là thay vì tiền xăng chạy qua đó. Rồi kiếm lại tiền xăng đó anh chị. Bầu trời Cali nó sơ sơ về cái trầm hương nha. Cái trầm hương á nó có nhiều giá khác nhau lắm. Không phải là cái giá nó rẻ là đó là trầm giả, không phải. Mà nó mắc tiền hay không là do vào thứ nhất là cái cây nó phải lâu năm. Thứ hai là cái dầu trong đó dầu lâu năm. Và thứ ba là cái dầu trong cái từng hạt đó, nó nhiều hay là nó ít. Nếu nó nhiều dầu á thì nó thơm, và nó ít dầu á thì ngược lại ha. Chứ không phải là nó rẻ mà nó giả, không phải. Và tùy theo cái dùng của cái cây trầm đó,
nó ở chỗ nào, ví dụ như Việt Nam nè, Campuchia nè, Philippines nè, Indonesia nè, tùy theo cái dùng và cái cây và cái thời gian mà giống như là cái cây nó lâu năm hay không, và cái chất lượng cái vân dầu nó không có giống nhau, không có cái hạt nào giống hạt nào hết đó. Anh chị mà để ý kỹ, không hạt nào giống nhau hết thì đó là trầm thật. Và cái chất lượng nó mắc hay rẻ cũng là do cái người bán nữa. Người ta muốn bán mắc thì bán, người ta muốn bán rẻ thì bán rẻ. Và nhiều khi một cũng là một cái loại trầm đó, nhưng mà một cái hạt đó, nhưng mà nó hai cái vùng khác nhau, và cái mùi thơm mùi hương nó mạnh hay nhẹ là khác nhau, thì giá cả nó cũng chênh lệch nó khác nhau nha anh chị. Xong rồi anh chị. Đó em à. Cho sôi cái này. Ừ, dĩ nhiên. Trời, món ruột mà. Hỏi câu này hơi bị dư thừa. Hơi bị dư. Hơi bị dư luôn á. Mà cái thịt này mà phải cần phải có nước mắm nữa. Hỏi cái này thử hững lên á. Còn nhận ít thiệt đó nha nhà. Nè, nuôi giả chiến nấu trong vòng nửa tiếng nha. Đó. Anh đi về em có cái hũ này cho anh. Mang nha, nó là đi mưa dữ lắm rồi. Mời anh chị nha. Đó, ngày của tụi em là vậy thôi. Vậy kia hai ba bữa mới làm cái clip. Tại vì về khi bạc á, rồi cũng không biết nấu gì ăn, làm biếng lười, cũng không quay clip cho anh chị. Em thì giờ đói bụng rồi đó, chạy nước miếng. Không, biết nấu cái gì. À, biết ăn cái gì. Không phải là lười nấu, chán không biết ăn cái gì. Ngon à? Chưa. Dạ. Ừ. Đơn giản à? Vậy mà ăn ngon anh, ha? Đơn giản mà ngon. Con nghiệm đạt, lâu rồi cũng qua. Ừ, lâu lắm rồi. Tính qua chơi. Chị Ngọc chỉ đi Việt Nam rồi, sẵn mình lao qua thăm bà bố luôn cả nhà. Chắc cũng cả tháng rồi, một trời không qua, ly không có qua. Từ hồi Tết tới giờ. Ừ, đến giờ. Tết qua tháng Giêng, bữa nay tháng 3. Bên cái ly giờ này đi ăn cũng được anh ha. Nhưng mà qua đó thì lại mấy anh lại thích ở nhà. Đi đi đâu vậy? Đi ăn. Qua đó mấy anh cũng thích ở nhà không em? Ủa anh đâu có thích ăn mà thích nhậu. Sáng, tối cũng không đi ăn. Mà nó chỉ nhậu mà đi ra ngoài đó nói chuyện cũng nghe gì hết. Nghe cũng ổn. Nghe dạ. Gì luôn á. Thì bây giờ mình đi Cali giống như mình đi thăm con thôi. Ừ. Với mua đồ mua này kia chứ hết tham gì vậy. Chơi riết cũng chán. Ừ. Anh nhớ mua crawfish nếu mà có. Ừ. Ít thôi. Nếu mà chợ cho coi thử. Ừ. Chợ Tân Phát. Mấy đồng thao. Thôi cô khán giả gọi cho bầu trời Cali. Cổ mua hai sợi trầm hương. Cái cổ nói là cũng tặng cho con gái cổ, cổ tìm cái này cũng lâu rồi. Rồi cổ đang nằm bệnh viện. Tặng cho con gái cổ nhân ngày sinh nhật mà cổ nói cổ buồn, cổ không biết là cổ có kịp về để sinh nhật con hay không. Cổ bị ung thư giai đoạn cuối. Trời ơi. Bữa nghe anh kể buồn ha. Cái tổ. Rồi cổ cũng nhắn đời người ai cũng vậy thôi. Nhắn câu đó là nghe cũng buồn. Sinh nhật con mà sao không kịp nữa. Bà sinh lão bệnh tử ha. Bốn thứ của đời người giờ khóc. Sinh lão bệnh và tử. Biết rồi tới ngày đó nhưng mà tự nhiên mình không có nghĩ tới, nó buồn.
biết là ai cũng sẽ tới ngày đó. Bởi mấy người mà lớn tuổi mà bệnh mình phải thông cảm. Không? Ai cũng bệnh mà. Dạ. Hồi xưa mình trẻ mình khác mình. Có nhiều cô chú cũng khuyên quá con ăn ít, ít ăn mặn thôi, rồi này kia để bệnh. Thì thật sự cảm ơn các cô chú đã quan tâm, thật sự luôn, ai cũng biết cái điều đó. Mà con không ăn mặn quá ăn không được. Này mình gạt nhạt không? Không phải ăn mặn mình đậm mà đà. Nước mắm đậm đà. Đậm đà ăn được, ăn không ngon chứ không được. Thì giờ trước sau cũng đi, thôi kệ, giờ mình ăn được mình ăn trước đi. Ba mình xưa đó, bác sĩ nói ăn nhạt thì còn sống 10 năm, mà ăn mặn là còn 5 năm rồi đó. Ba nói thôi cho ba ăn mặn đi mà ba sống 5 năm cũng được không? Cái ăn vậy? Mặn gì đó. Vậy giống anh hả? Cũng chấm y vậy nè. Rồi. Y vậy luôn. Ăn cơm mà không có chén này là không ăn. Ba mẹ Hà cũng mất hết rồi đó nè. Ủa bên Cali mùa này có rau muống cho anh không? Chắc có. Bữa đi chợ gì ra không thấy có rồi. Do chợ đó không có, mấy chỗ khác có. À chợ đó. Ừ. Dễ ăn ha. Anh chị cứ ủng hộ gì cứ gọi cho em nha. À, dặm hương hoặc là cái thuốc giảm cân rồi đó. Á, dặm nguyên thuốc lúc nào nằm trên bàn. Uống nó nhẹ. Tự gì để ngay đó mới nhớ. Ngày nào mà uống nó nặng nặng bụng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị vào video kế tiếp. Cảm ơn anh theo dõi kênh của tụi em nha. Bye. Bye. Đang dần á, nó uống xong rồi ta nói ngày nào cũng uống bụng nó cứng ngắc ngủ á.